Một cuộc người mẫu tạp chí Playboy đang có tranh chấp về quyền giữ con, vừa ôm đứa con trai 7 tuổi nhảy khỏi tầng thứ 25 của một khách sạn ở Manhattan để tự tử. Hai mẹ con vào thuê căn phòng lớn của khách sạn có tên là Coham Hotel và rơi khoảng 23 tầng. Xác của họ được tìm thấy trên ban công phía sau của một căn phòng ở tầng nhì vào sáng sớm ngày hôm nay. Giới chức công lực cho hay người phụ nữ tên là Stephanie Adams và người con trai tên là Vincent. Bà Adams đang trong một cuộc tranh tụng về quyền giữ con với người chồng đi thân là một bác sĩ chỉnh xương ở Manhattan tên là Charles Nicholas. Luật sư từng đại diện cho bà Adams trước đây nói rằng vụ ly dị này gây gắt đến nỗi cả hai người phải đến trạm cảnh sát giao con cho nhau, một trong những điều không bình thường nhưng cũng từng xảy ra trong các vụ kiện ly dị khác. Bà Adams định sang sinh sống ở Âu Châu để cưng với người bạn trai và có thể điều này trở thành vấn đề tranh cãi trong cuộc ly dị. Cô người mẫu Playboy từng viết hơn 25 cuốn sách về truyện cảm hứng, bán sản phẩm trang điểm trên mạng và điều hành vấn đề tài chính cho văn phòng của người chồng. Bà xuất hiện trở lại trên Playboy vào năm 2003 và cũng làm việc với công ty Elite Models Management. Khách sạn Gotham Hotel nằm trên đường 46 ở thành phố New York, cách nhà ga Grand Central Terminal chừng 4 dặm.